À đây 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 anh Moscow, anh Moscow đây, mỡ đang tâm sự với anh em. Nhưng mà trong trận đấu này là anh Moscow nhìn anh em nhìn thấy họ di chuyển, á à, đi vào bụi, đi vào bụi, trong bụi của mỡ có Lolita. Ôi rồi ôi, thôi xong rồi, cũng đi chân lạnh toát. Anh em thấy không ạ? Phối hợp xử lý cái tình huống vừa xong, nếu anh em để ý là tôi nhẹ nhẹ di chuyển ra phía bên xa xa bụi để cho Moscow nó đi vào bụi, anh em thấy không? Những cái bước di chuyển của mình là nó có ảnh hưởng đến team bạn đấy. Anh em nào mà lên rank cao là anh em sẽ hiểu được những cái bước di chuyển của top mỡ nó là có ý đồ cả luôn. Và ở trong tình huống này, ui sổ ôi, cái gì cơ? Cái gì cơ? Cái gì cơ? Cái gì? Cái gì? Sổ ôi anh em ạ. Nhìn tôi cách thi đấu giống tuyển thủ chuyên nghiệp không các ông? Và cái tình huống vừa xong là tôi tính đam cũng rất là chuẩn luôn. Tôi tính cả đam Moscow nó găm cái con quan quan này vào tường. Rất nhiều toan tính ở trong những cái tình huống anh em tưởng là đơn giản, nhưng mà không hề đơn giản tí nào đâu anh em ạ. Ở đây là có Beleric, ấy mỡ vẫn đang đứng cợt nhà Beleric một cách rất là tự, con nhà bà tin anh em ạ. Ui nhưng mà roi xuống anh em ơi. Chiêu cuối của mỡ chưa được mở khóa, mỡ đang bắn vào vị trí của roi, mỡ đang nhảy. Ui chiêu cuối của mỡ sắp hồi, anh em thấy không? Nhiều người sẽ lùi về đúng không? Không, tuyển thủ chuyên nghiệp như tôi mỡ là phải nhảy lên. Ui dồi ôi, hạ gục đi được đó là cái bị từng roi, sau đó quay ngược trở lại bởi vì có giáp ảo đến từ Lolita và kết liễu đi được Beleric đập bổ cừu. Các ông thấy chưa? Đấy, đi đánh như thế này là phải đi thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp là chắc kèo thôi. Ayo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Thì ở thời điểm hiện tại của em Wanwan này, mặc dù là bị giảm sức mạnh đi tương đối nhiều anh em ạ, nhưng mà cái sức ảnh hưởng cũng như là cái lối chơi của Wanwan ở trong những cái cấp rank như là thần thoại chiến tướng hay là vinh quang thần thoại, nó vẫn đang có được một cái tầm ảnh hưởng nhất định. Và em Wanwan này vẫn đang là hot pick anh em ạ. Sơ hở là ban đấy anh em ơi. Cho nên là ở thời điểm hiện tại anh em nào mà nghĩ là cái em Wanwan, à đây 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 anh Moscow đây, mỡ đang tâm sự với anh em. Nhưng mà trong trận đấu này là anh Moscow nhìn anh em nhìn thấy họ di chuyển, à đi vào bụi, trong bụi của mỡ có Lolita. Ôi rồi ôi, thôi xong rồi, cũng đi chân lạnh toát. Anh em thấy không ạ? Phối hợp xử lý cái tình huống vừa xong, nếu anh em để ý là tôi nhẹ nhẹ di chuyển ra phía bên xa xa bụi để cho Moscow nó đi vào bụi, anh em thấy không? Những cái bước di chuyển của mình là nó có ảnh hưởng đến team bạn đấy. Anh em nào mà lên rank cao là anh em sẽ hiểu được những cái bước di chuyển của top mỡ nó là có ý đồ cả luôn. Phải nhờ có tôi di chuyển ở trong tình huống vừa xong là Lolita bắt đầu mới đứng ở trong bụi, mới có chạy lại gần và gõ bong bong vào được. Và đó là mạng hạ gục đầu tiên dành cho top mỡ. Rồi và với cái việc có được cho mình mạng hạ gục như thế này thì mỡ sẽ nhanh chóng có được cho mình những cái món trang bị đầu tiên. Đấy là cái lưỡi hán hại, à lưỡi hán mòn đến từ đó là top mỡ. Rồi, ở đây là có cái vị tướng Moscow. Trong khi đó thì ở trong phần rừng của team mỡ thì đang bị phá đến từ các thành viên bên phía của team bạn. Vâng, đang đánh nhau y xèo ở trong rừng. Mỡ sẽ cố gắng ăn thật nhanh cái con xe này và sau đó đi vào rừng để đánh nhau cùng với team mình. Trong khi đó thì Moscow đang bị cách ly với đám lính. Và như vậy nếu như mà mỡ giả trong cái team này thì đây rồi, Beleric đây rồi, roi. Úi dồi ôi, mỡ đang bắn được. Mỡ có đó là cái bạo vũ ly hoa góp đám ăn được mạng của Beleric luôn. Trong khi đó thì Moscow mở phần trận. Ui, anh em thấy không? Trong những cái trận đấu rank cao ấy, là những cái ông mà chơi hỗ trợ ấy là không bao giờ tiếc mạng đâu. Và ở trong tình huống này, ui sổ ôi, cái gì cơ? Sổ ôi anh em ạ, nhìn tôi cách thi đấu giống tuyển thủ chuyên nghiệp không các ông? Cái tình huống vừa xong là mỡ đang định bảo với anh em là mỡ biết là Lolita lên bảng điểm số và mỡ sẽ không để cho cái mạng hạ gục của Lolita nó trở nên lãng phí. Anh em hiểu không? Và cái tình huống vừa xong là tôi tính đam cũng rất là chuẩn luôn. Tôi tính cả đam Moscow nó găm cái con Wanwan này vào tường. Tính cả đam Moscow bắn luôn. Cái tình huống vừa xong mỡ đánh là bởi mỡ biết Moscow không có phân chấn. Rất nhiều toan tính ở trong những cái tình huống anh em tưởng là đơn giản, nhưng mà không hề đơn giản tí nào đâu anh em ạ.
đánh ngoan ngoan này đi thi đấu được chưa anh em? Được chứ lại chả không được luôn. Và như vậy là Mỡ đã có tới 3 mạng hạ gục ở đường dưới rồi. Trong khi đó thì Moscow anh ta phải lên bảng điểm số 2 lần và anh ta chưa có mạng hạ gục nào cả. Ủa ôi, xanh chín xin tránh như thế này thì Mỡ thì xanh chín. Đấy, lưỡi hán hại đã có rồi. À, lưỡi hán mọt đã có rồi. Trong khi đó thì Moscow team bạn thì đang xanh cỏ. Vâng, một cái thế trận có thể nói là cực kỳ gọi là ngược chiều. À quên mất, cực kỳ gọi là một chiều ở đường dưới. Và đó là một phần công sức rất lớn đến từ Lolita. Anh em thấy không? Phải có những cái con tanker bảo kê như thế này thì đường dưới Mỡ mới được xanh chín. Đấy là như vậy. Còn team bạn nó xanh cỏ là như vậy đó anh em ơi. Rồi, và ở đường dưới lại một lần nữa team bạn đang đổ người xuống. Và team Mỡ dĩ nhiên cũng có người xuống ở đây, đó là YV. Mỡ đang bắn vào vị trí của đó là Belleric. Belleric bật phản kích lên nhưng Mỡ vẫn đang bắn, Mỡ có phần chân. Rồi thôi xong, Mỡ khóa chiêu quấy khuếch thành tiên vũ đến từ vị trí của đó là Belleric. Hạ gục đi được anh ta và bắn lan sang cả đó là Moscow. Phía bên này thì Mỡ vẫn đang chơi, có chiêu quấy đến từ vị trí của Rồi. Nhưng lại là mạng gục của Tô Mỡ tính đam anh em nhỉ. Xôi ôi, tính đam cứ phải gọi là chuẩn chỉ. Có được cái double kill. Ui dồi ôi. Đấy các ông thấy không? Đánh xạ thủ nó phải là như vậy. Bây giờ anh em đánh xạ thủ tròn vai nó xưa rồi anh em ạ. Bây giờ anh em phải đánh xạ thủ theo cái kiểu gọi là anh em phải tạo được lợi thế dành cho team của anh em ở đường dưới. Và ở thời điểm hiện tại phút thứ tư Mỡ đã có được 5 mạng hạ gục rồi. Ở đây là có Belleric ấy, Mỡ vẫn đang đứng cợt nhà Belleric một cách rất là tự con nhà bà tin anh em ạ. Ui nhưng mà Roi xuống anh em ơi. Chiêu cuối của Mỡ chưa được mở khóa, Mỡ đang bắn vào vị trí của Roi. Mỡ đang nhảy. Ui chiêu cuối của Mỡ sắp hồi anh em thấy không? Nhiều người sẽ lùi về đúng không? Không, tuyển thủ chuyên nghiệp như tôi Mỡ là phải nhảy lên. Ui dồi ôi, hạ gục đi được đó là cái vị tướng Roi, sau đó quay ngược trở lại bởi vì có giáp ảo đến từ Lolita và kết liễu đi được Belleric đập bổ kiều. Các ông thấy chưa? Đấy, đi đánh như thế này là phải đi thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp là chắc kèo thôi. Tình huống vừa xong tại sao tôi lại quay lại? Bởi vì thứ nhất là có nội tại bung giáp ảo đến từ Lolita, và cái thứ hai là mình đang có kiếm diệt cỏ, à kiếm diệt quỷ, mình đang được hồi máu. Như vậy là mình xanh chín ngay. 7 câu rồi. Thôi cái game đấu này không tính tiền. Đây là một cái trận đấu ở rank thần thoại anh em ạ. Và rõ ràng là team của Mỡ là có team 3. Game này đang ghép theo cái kiểu rank là 3-1-1, tức là ba ông team 3 là YV, là con Lapu Lapu và con Paquito đang đi cùng với nhau. Đấy, ghép với hai người solo rank là Mỡ và hình như là Lolita thì phải. Đấy, thì ghép team như này thì bình thường là team 3 phải là người gánh team đúng không? Không anh em ạ, Mỡ đang gánh team. Moscow hình như mất cái đẩy lùi của Tô Mỡ rồi. Trong khi đó thì Mỡ khắc đủ điểm yếu lên và ui dồi ôi, khuynh thành tiên vũ được mở khoa. Và đường trên, đường dưới này thôi coi như nát bét. Ui dồi ôi, đánh xạ thủ mà lại gặp Tốp Mỡ thì cụ đi trần lạnh toát. Và như vậy là team bạn đã cực kỳ gọi là bị sốc tâm lý ở đường dưới. Đường dưới Mỡ đã có được cho mình tới tận 8 mạng hạ gục và 2 mạng hỗ trợ, tổng cộng là 10 mạng ở đường dưới hết rồi. Trong khi đó thì 7 mạng ở những cái đường còn lại, team bạn bây giờ mới chỉ ăn được có 5 mạng mà thôi. Họ đã tốn rất nhiều công sức để đổ người xuống đường dưới nhưng kết quả lại là con số 0. Và team bạn bây giờ chỉ còn cách gọi là chăn chối cũng như là hấp hối thôi. Game này coi như bỏ thôi còn gì nữa. Con Wan Wan vốn là một vị tướng xạ thủ rất mạnh về giai đoạn lên game, bây giờ nó lại đang xanh cỏ, anh nhầm, nó lại đang xanh chín như thế này thì team bạn lấy gì ra để mà chơi nữa bây giờ. KDA của Wan Wan trong tay của Tô Mỡ là 803. Những cái món đồ cơ bản của Mỡ đã có rồi, lưỡi hái ăn mòn, kiếm diệt quỷ. Mỡ lên đường trên đang bắn vào vị trí của đó là Agus. Agus hết chiều cuối, Agus lên bảng điểm số, mạng lại là của Wan Wan trong tay của Tô Mỡ 903. Và ở đây là có cái vị tướng Alice 103. Thôi anh em ạ, tầm này là team bạn bắt đầu gọi là thay vì dùng tay để mà điều khiển cái điện thoại của họ thì bây giờ họ lại dùng tay để điều khiển những cái bàn phím và đang chắc là đang có những cái lời văng tục và chửi thề đến từ cái vị tướng xạ thủ Moscow rồi anh em ạ. Game đấu này thì thôi team bạn coi như là đi bụi. Nhưng mà anh em nên lưu ý là những cái trận đấu như thế này thì hoàn toàn có thể rất dễ dàng bị lật kèo, cho nên là chúng ta sẽ cần phải đánh cẩn thận để mà có thể kết thúc được trận đấu này một cách sớm nhất có thể với cái KDA nó đẹp một tí anh em nhá. Rồi đường giữa là team bạn bị toang. Trong khi đó thì ở đường trên là team bạn có Roi. Roi đang nhảy nhót ở đây. Và team bạn có Roi thích lướt thì team Mỡ có Wan Wan thích nhảy. Úi dồi ôi, bạn lướt thì tôi nhảy. Úi dồi ôi, bạn lướt thì tôi nhảy. Sởi ơi, mạng thứ 11 đến từ Tô Mỡ, chiến công huyền thoại đến từ cái con bài xạ thủ Wan Wan này. Và với cái việc bị ép đến là như thế này thì team bạn vẫn đang còn muốn níu kéo cái gì nữa thì Mỡ không biết. Trận đấu này đến phút thứ 7 phút 30 giây là họ hoàn toàn có thể đầu hàng rồi. Vâng, nhưng họ vẫn đang rất cố gắng để mà họ dướn. Họ dướn đi đâu thì Mỡ không biết, nhưng mà thôi tiện được công tác thì Mỡ sẽ ra ăn đi cho mình đó là cái con rùa này.
Và trận đấu này Mỡ đang lên những cái môn trang bị, đó là cái kiếm diệt quỷ, đó là cái lưỡi hái ăn mòn. Sau đó Mỡ lên cái trang bị hải thần chiến kích để mà có được tốc đánh này, bắn theo phần trăm máu này, và giảm đi cái khả năng phục hồi đến từ các thành viên bên phía của team bạn. Và đang bắn khắc điểm yếu vào người vị trí của đó là Beleric, chiến công huyền thoại, phút thứ 82 mạng hạ gục rồi. Nhiều anh em nào mà không biết cái mức rank này, chắc anh em nghĩ là Mỡ đánh với máy không? Mỡ thuê diễn viên đấy anh em ạ, chứ bây giờ máy nó còn đánh nhanh hơn. Và ở đây là có Agus, Agus đang bị bắn, Agus đang bị rỉa, Agus bị tốt Mỡ ulti. Mỡ mở khóa chiêu cuối, bắn lấy bắn để vào vị trí của đó là cái cô nàng Elise. Nhưng Elise này hình như là Elise đi rừng lên tank các ông ạ. Máu là quá nhiều và Elise đã lùi được về ở trong tiểu vừa sau. Mỡ thì bây giờ sau khi hạ gục đi được đó là cái thành viên bên phía của team bạn thì Mỡ về nhà regen để mà hồi lại cái lượng máu, sau đó quay ngược trở lại với giao tranh anh em nhá. Trận đấu này Mỡ nghĩ rằng là nó cũng sẽ chẳng có kéo dài được là quá lâu đâu, nhưng Mỡ nghĩ là với cái trình độ của mình như thế này, đúng thật chắc là tôi đi thi đấu được anh em ạ. Ôi ôi, team nào mà tuyển tôi vào cái vai trò xạ thủ này thì anh em cứ phải gọi là uy tín, tôi không cần ganh luôn đấy. Thật ra là trong những cái buổi livestream mà Mỡ chơi trên mạng, Mỡ nói là Mỡ cần ganh thôi, nhưng mà thật ra Mỡ cần ganh đâu. Lại một lần nữa là kết liễu đi được đó là Moscow. Tầm này Moscow chán rồi anh em ạ, thanh niên Moscow tầm này bảo chán rồi, game này thua rồi, đánh đấm cái gì nữa, con one one nó xanh như thế này thì thôi. Team bạn tầm này chỉ có cụ đi chân lạnh toát. Moscow bây giờ chắc phải cần tầm 7-8 phút đi farm thì may ra mới bắn được Mỡ anh em ạ. Game đầu nó đang dần trôi đến hồi kết khi mà team bạn bị mất đi cho mình gần như là toàn bộ cái dàn trụ ngoài. Họ mất 5 trụ rồi, họ chỉ còn lại một mình đó là một cái trụ ở đường dưới mà thôi anh em ạ. Và ui dồi ôi, tôi đánh tí nữa thì đi bụi, tí nữa thì cái cây DA đẹp này nó toa anh em ạ. Tí nữa thì thành 14-13 khi mà cái nhà chính suýt chút nữa là bắn Mỡ ngỏ, Mỡ sẽ đi vào rừng hồi lại tí máu, sau đó quay ngược trở lại giao tranh. Đây là một tình huống gọi là có Beleric và Agus bắn rất đau đến từ vị trí của top Mỡ. Kết liễu đi được đó là một thành viên bên phía của team bạn. Tiếp đến là Agus, Mỡ bật chiêu quế lên để tri ân Agus luôn. Và team bạn bày màu 3 người. Ở đây có đó là Joy, Joy đang bị Pakito đấm và Joy lùi được về. Moscow thì ui dồi không tính tiền. Game đấu này tôi đi bụi rồi anh em ạ. Moscow có ra đêm nhà không? Thôi Moscow chán rồi anh em ạ. Joy thì ra bị hai đấm nửa máu và kết thúc trận đấu tại đây. Thôi mình giải thoát cho team bạn anh em nhá. Trời ơi. Vâng, trên đây là toàn bộ video clip mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em về One ở mùa giải thứ 28. Khi một khi One đã xanh thì team bạn chỉ có đi bụi thôi. Nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho Mỡ một like và ký kênh nha. Peace. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.